Xin chào các bạn. Trước mình đã giới thiệu các bạn về cái file mà chi tiết nhật ký thi công công trình. Đó là cái file chương trình chi tiết nhật ký thi công 1. Đó là gì? Ta có một cái file dữ liệu này và ta xuất dữ liệu chi tiết theo thời từng ngày. Như này đúng không ạ? Nay mình tiếp tục giới thiệu về cái form khác của nhật ký thi công. Đây. Chúng ta cũng có dữ liệu công việc ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày nghiệm thu y hệt như cái kia. Đúng không ạ? Cái khác ở đây là nó chính là cái dữ liệu chúng ta xuất ra nó sẽ gì ạ? Theo từng ngày như này, thời tiết, những cái dữ liệu này mình sẽ xuất gì ạ? Cố định cho tất cả các ngày và khi các bạn in ra các bạn điền tay thôi. Còn cái công việc trong ngày và công việc nghiệm thu thì nó sẽ lấy dữ liệu từ cái bên dữ liệu này. Đó. Thì khi ấn cái nút đây mình sẽ tạo một cái macro code để hiện những lúc này nó tự động nó gen tất cả các ngày. Khác biệt với cái chi tiết một đó là gì ạ? Các bạn gì? Cái chi tiết một này nó chỉ là gì? Chi tiết ra thôi. Đúng không? Nó đơn giản hơn. Nhưng cái thằng chi tiết 3 này nó gì? Nó theo từng ngày một và nó tách biệt. Nó nên tính, nó mình có thể gì cắt ra về mình gì? In từng ngày một. Đó, cái khác biệt như thế. Ok, cái code này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn gì ạ? Like và comment ở phần fanpage mình put ở dưới phần mô tả. Đồng thời comment các bạn gì ạ? Mình sẽ viết một cái status trên cái fanpage đó và các bạn comment email của các bạn bên dưới để mình gửi mail. Cảm ơn các bạn.